Xin chào các bạn đã đến với kênh Mạnh ô tô. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và so sánh hai mẫu xe ô tô cũ đang rất được ưa chuộng trong phân khúc giá khoảng 200 triệu đồng tại Việt Nam. Hyundai i10 và Kia Morning đời 2014 là hai mẫu xe hát bắc cỡ nhỏ được ưa chuộng trong phân khúc xe ô tô cũ giá rẻ tại Việt Nam. Với tầm giá khoảng 200 triệu đồng, cả hai đều là những lựa chọn hợp lý cho những ai cần một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và dễ bảo dưỡng. Tuy nhiên, để chọn được mẫu xe phù hợp nhất, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh của chúng. Một thiết kế ngoại thất. Hyundai i10. Hyundai i10 đời 2014 có thiết kế ngoại thất đơn giản nhưng thanh lịch. Với kích thước tổng thể lớn hơn một chút so với Kia Morning, i10 mang đến cảm giác rộng rãi và thoải mái hơn. Các đường nét mềm mại của xe tạo nên một diện mạo thân thiện và dễ nhìn. Kia Morning. Kia Morning đời 2014 có thiết kế trẻ trung, năng động với các đường nét góc cạnh. Kích thước nhỏ gọn của xe giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên dễ dàng. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ và đèn pha sắc nét mang lại cái nhìn cá tính và mạnh mẽ hơn cho Morning. 2. Nội thất và tiện nghi. Hyundai i10. Nội thất của Hyundai i10 rộng rãi hơn với chiều dài cơ sở lớn hơn Kia Morning, mang đến không gian thoải mái cho cả người lái và hành khách. Bản điều khiển trung tâm được thiết kế hợp lý, trang bị các tiện nghi cơ bản như hệ thống điều hòa, âm thanh với cổng USB và AUX. Kia Morning Kia Morning có nội thất thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn, với các chi tiết trang trí nhựa giả kim loại. Mặc dù không gian nội thất nhỏ hơn so với i10, nhưng Morning lại được trang bị nhiều tiện nghi hơn, đặc biệt là ở các phiên bản cao cấp như màn hình cảm ứng và camera lùi. 3. Động cơ và khả năng vận hành Hyundai i10 Hyundai i10 đời 2014 có hai tùy chọn động cơ, 1.0L với 66 mã lực và 1.2L với 87 mã lực. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, mang lại sự linh hoạt trong vận hành. Hyundai i10 được đánh giá cao về khả năng vận hành êm ái, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Kia Morning Kia Morning cũng có hai tùy chọn động cơ tương tự Hyundai i10. Khả năng vận hành của Morning được cho là thể thao hơn, đặc biệt ở động cơ 1.2L. Morning cho cảm giác nhạy bén khi tăng tốc, phù hợp với người lái yêu thích cảm giác lái năng động. Tuy nhiên, hệ thống treo của Morning cứng hơn, có thể khiến xe sốc hơn trên đường xấu. 4. Chi phí bảo dưỡng và phụ tùng. Hyundai i10. Chi phí bảo dưỡng của Hyundai i10 hợp lý, phụ tùng dễ tìm và có giá cả phải chăng. Độ bền của xe được đánh giá cao, ít gặp sự cố hỏng vặt, giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng trong dài hạn. Kia Morning khi Morning có chi phí bảo dưỡng và phụ tùng tương đương với Hyundai i10. Do Morning phổ biến tại Việt Nam, các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa cho xe cũng rất dễ tìm. Tuy nhiên, do đặc tính thể thao của Morning, một số bộ phận như hệ thống treo và phanh có thể cần thay thế sớm hơn nếu xe thường xuyên đi trên các đoạn đường xấu. 5. Tính năng an toàn Hyundai i10 Hyundai i10 đời 2014 được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như túi khí cho người lái, hệ thống phanh ABS và EBD. Đây là những trang bị đủ để đảm bảo an toàn trong các điều kiện giao thông thông thường. Kia Morning. Kia Morning cũng có các tính năng an toàn cơ bản tương tự i10, nhưng một số phiên bản cao cấp có thêm cảm biến lùi giúp hỗ trợ đổ xe tốt hơn, mang lại chút lợi thế về mặt an toàn. 6. Giá bán và giá trị bán lại. Hyundai i10. Giá bán cũ của Hyundai i10 đời 2014 hiện nay dao động từ 180-220 triệu Việt Nam đồng i10 có giá trị bán lại ổn định nhờ độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, là một lựa chọn đáng tin cậy khi xét đến giá trị dài hạn. Kia Morning. Kia Morning đời 2014 cũng có mức giá bán cũ tương đương Hyundai i10. Morning giữ giá tốt, đặc biệt ở các phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý bảo dưỡng xe đúng cách để duy trì giá trị bán lại cao. Kết luận Hyundai i10 và Kia Morning đời 2014 đều là những lựa chọn tốt trong phân khúc xe cũ giá rẻ. Hyundai i10 nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và độ bền cao, phù hợp với những ai tìm kiếm một chiếc xe đáng tin cậy và ít tốn kém trong việc bảo dưỡng. Kia Morning thu hút với thiết kế trẻ trung, năng động và nhiều trang bị tiện nghi, đặc biệt phù hợp với người trẻ hoặc những ai yêu thích phong cách thể thao. Lựa chọn giữa Hyundai i10 và Kia Morning phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Nếu bạn cần không gian rộng rãi và vận hành ổn định, Hyundai i10 là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu muốn một chiếc xe nhỏ gọn, thể thao và trang bị tốt, Kia Morning sẽ là lựa chọn không làm bạn thất vọng việc lựa chọn xe nào phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy like, share và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Mạnh ô tô để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác về xe cộ. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.